Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán của chiếc xe Toyota Vios ở thời điểm cuối tháng 12 năm 2023, thời điểm cuối cùng để nhận ưu đãi 100% thuế trước bạ cho dòng xe Toyota Vios này. Và với cái ưu đãi hơn 100% thuế trước bạ thì anh chị còn được tặng thêm cả bảo hiểm thân vỏ, cả phụ kiện cũng như là đăng ký đăng kiểm sau, nó còn rẻ hơn cả giá niêm yết cơ. Thì cụ thể trong khi quay xung quanh chiếc xe Toyota Vios này thì em sẽ cập nhật cho anh chị về giá bán của các phiên bản Toyota Vios thời điểm hiện tại. Thì Toyota Vios được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản. Phiên bản đầu tiên là phiên bản số sàn có giá niêm yết là 479 triệu, và chiếc xe màu nâu vàng này là chiếc xe phiên bản số tự động, e số tự động, và ngoại thất của e số tự động và e số sàn thì gần như là giống nhau 100% rồi. Bản e số sàn 479 và hiện tại em đang giảm là 44 triệu tiền mặt tặng cho anh chị bảo hiểm thân vỏ 1 năm và có phụ kiện chính hãng. Thì với cái ưu đãi bên trên thì anh chị chỉ cần chuẩn bị cho em số tiền khoảng 464 triệu để lăn bánh. Và nếu anh chị quan tâm đến trả góp thì chỉ cần giúp em số tiền khoảng 116 triệu thôi là mang xe về nhà rồi. Và phiên bản thứ hai là phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản 1.5e CVT, phiên bản e số tự động, hay người ta còn gọi là bản số tự động tiêu chuẩn, thì có giá niêm yết là 528 triệu. Và hiện tại thì em đang giảm là 55 triệu tiền mặt cho phiên bản e CVT này, và đăng ký xong xuôi sẽ còn rẻ hơn 20 triệu so với giá niêm yết là 572 triệu là anh chị đăng ký xong xuôi rồi. Trong đấy đã bao gồm bảo hiểm thân vỏ 1 năm và có phụ kiện chính hãng. Thì nếu quan tâm đến trả góp thì anh chị chỉ cần trả, em xin lỗi một chút, là phiên bản e CVT có giá niêm yết 528, giảm 44 triệu tiền mặt thì sẽ còn là lăn bánh là 515, và trả góp thì anh chị chỉ cần chuẩn bị giúp em số tiền là 128 triệu thôi. Còn phiên bản thứ hai, em hơi bị lẫn lộn một chút giữa phiên bản G và phiên bản E. Phiên bản thứ hai là 592, giảm 55 triệu tiền mặt, và hiện tại thì bây giờ lăn bánh chiếc xe này giảm rẻ hơn 20 triệu do với giá niêm yết là 572 triệu, và anh chị trả góp thì cần chuẩn bị giúp em số tiền khoảng 142 triệu thôi. Và chiếc xe trước mắt chúng tôi là bản G trắng ốc chai. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán của tất cả các dòng xe Toyota Vios thời điểm hiện tại. Thì em sẽ giới thiệu cho anh chị cụ thể hơn, chi tiết hơn về chiếc xe Toyota Vios này. Toyota Vios, như anh chị thấy phía trái em, phiên bản nâu vàng là phiên bản eCVT, và phía bên phải sẽ là chiếc xe 1.5G, phiên bản cao cấp nhất màu trắng ngọc trai. Thì nếu mà nhìn thoạt qua sẽ rất là giống nhau, tuy nhiên về so với các chi tiết nó sẽ khác nhau một chút. Từ thứ nhất là về cái cụm logo phía mặt trước này, logo của phiên bản G thì sẽ có là logo dạng 3D, và đồng nghĩa với nó là phía sau nó sẽ có hệ thống radar và cụm chính tính năng Toyota Safety Sense, cảnh báo tiền va chạm và cảnh báo lệch làn đường. Còn logo của phiên bản thường sẽ là logo dạng thường thôi. Và cái phía chi tiết bên dưới là cái miếng màu bạc này, thì ở trên phiên bản G sẽ có là được mạ chrome bóng, màu trông nó sẽ sáng hơn một chút. Còn ở phía thân xe thì nó sẽ có hai điểm khác nhau, la răng thì giống nhau rồi, nó sẽ có khác nhau là thứ nhất là về cái hai cái tay nắm cửa này thôi. Cái tay nắm cửa của phiên bản E sẽ sơn cùng màu với thân xe, còn phiên bản G sẽ được sơn màu chrome bóng. Còn ở phần đuôi xe có một vài khác biệt, là thứ nhất là phiên bản G sẽ có 4 cảm biến sau, còn phiên bản E thì chỉ có 2 cảm biến thôi. Cả hai phiên bản E gần như sẽ như nhau. Và mức tiêu thụ của hai phiên bản này đều là số tự động, nó sẽ có sự chênh lệch một chút. Phiên bản E là 5,77, còn phiên bản G sẽ là 5,87, nó không đáng kể đâu anh chị ạ. Còn ở phần nội thất thì chiếc xe Toyota Vios được thay đổi, giờ hiện tại sẽ được dùng là nội thất màu đen. Nội thất màu đen anh chị ạ. Và nội thất của phiên bản E nó sẽ không được đẹp bằng, không được nhiều tính năng bằng so với phiên bản G. Và phiên bản E thì sẽ không có màn hình đa thông tin, màn hình của bản E cũng sẽ nhỏ hơn. Cái phiên bản G thì cũng sẽ được sử dụng là cụm điều hòa tự động, chứ không phải cụm điều hòa cơ như thế này. Và điều hòa và vô lăng của trên bản G cũng có sử dụng các cái, thêm được một vài cái nút bấm nữa. Mà phiên bản còn cơ bản, hai cái chi tiết quan trọng nhất, các cái chi tiết quan trọng nhất là động cơ, khung gầm, cảm giác lái, kích thước, rồi độ rộng dài trong xe của hai phiên bản thì đều như nhau. Và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về giá bán cũng như là so sánh cho anh chị về chi tiết của hai dòng xe bản G và bản E. Thì anh chị cần em tư vấn thêm về các vấn đề khác về xe thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Anh chị vui lòng hẹn em ở những cái video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.